Báo Mỹ lại hết lời khen ngợi Hồ Henrique, thay đổi chuẩn mực cái đẹp của Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trang tin tức giải trí hàng đầu nước Mỹ đã có một bài viết khá dài dành cho Hồ Henrique sau khi lọt top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ 2018. Mới đây, trang tin tức giải trí hàng đầu ở Mỹ, E! News, đã đăng tải bài viết về Hồ Henrique với tiêu đề "Chúng ta có thể nói gì khi nhớ đến Hồ Henrique, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam?" Theo đó, trang tin này đã không ngần ngại so sánh người đẹp ED với nữ diễn viên người mẫu Farida Khenfa. Cụ thể, trang này cho biết đã từ rất lâu kể từ khi Farida Khenfa, nàng thơ của hàng loạt chuyên gia thời trang, giờ mới được chứng kiến một phụ nữ da màu thực sự quyến rũ và mang đậm nét ảnh hưởng của văn hóa pop hiện đại, cùng sức hút tiềm ẩn nhưng khó cưỡng của mái tóc đen, vừa cá tính nhưng cũng rất thanh lịch. Không chỉ vậy, bài viết còn đặt Hồ Henrique bên cạnh những người phụ nữ sở hữu mái tóc đen quyền lực thế giới. Đặc biệt, bài viết còn nhắc lại câu chuyện truyền cảm hứng của người đẹp ED trong đêm chung kết đã giúp cô tỏa sáng. Cô gái 26 tuổi xuất thân từ dân tộc ED, nhóm người chỉ chiếm 5% dân số Việt Nam, cũng như phong tục của dân tộc mình. Hồ Henrique được khuyến khích kết hôn vào năm 14 tuổi, nhưng cô ấy đã chống lại nó và chọn theo đuổi ước mơ của mình. Với mái tóc ngắn và làn da rám nắng tự nhiên, Hồ Henrique đã thay đổi lại chuẩn mực về vẻ đẹp của Việt Nam, nói rộng hơn là toàn châu Á, nơi luôn đề cao làn da nhợt nhạt và mái tóc và dài óng mượt, trang này nhấn mạnh. Ngoài ra, bài viết còn ca ngợi lòng nhân ái của Hồ Henrique khi quyên góp toàn bộ số tiền thưởng 10.000 USD cho quê hương để xây dựng thư viện cho trẻ em. Đồng thời, hành động cô bênh vực cho phiên dịch viên trong đêm chung kết cũng được tán thưởng. Đây không phải là lần đầu tiên đại diện của Việt Nam tại Miss Universe 2018 nhận được sự quan tâm từ báo chí quốc tế. Trước đó, các trang tin lớn của Philippines như CNN Philippines, Manila Bulletin, ABS-CBN, Finstar, kênh Busanis Live Mỹ đều đồng loạt đưa tin về cô. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.